Tháng 4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.337 ca COVID-19, giảm 137 ca so với hôm qua. Hiện có 129 bệnh nhân nặng, trong đó có 24 trường hợp phải thở máy xâm lấn. Đáng chú ý, sau một thời gian dài, hôm nay Việt Nam đã ghi nhận ca tử vong do COVID-19, bệnh nhân sống tại Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141 trên 230 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, ngày 21 tháng 4 có 14.642 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.142.934 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.529.911 liều, tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi là 23 triệu 964 983 liều và tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là 18 triệu 648 nghìn 040 liều.